Hôm nay hướng dẫn các bạn cách mà nuôi bo bo. Giờ đi chặt chuối. Mạnh lên. Trời ơi, yếu quá. Thôi, khỏi đi, chặt khúc múc trong kìa. Cắt gốc luôn. Cắt gốc rồi lát mình chặt khúc khúc sao. Mình muốn chặt sao chặt. Chặt cái gấu luôn. Chặt ngay cục đưa lên đó. Đây hả? Ừ. Đây. Nè. Trời ơi. Tay đàn ông vô khác liền à. Tay đàn ông vô là mạnh liền. Bây giờ mấy khúc này mình chẻ đôi vô các bạn ơi. Chẻ làm tư đi. Không mà đi đằng kia chẻ. Đi đằng kia chẻ. Đi đằng bể rồi. Mũ nó có ăn đen người không anh? Bin ơi Bin, Bin ơi Bin, Bin ơi Bin, Bin ơi Bin ơi Bin, Bin ơi Bin, Bin ơi Bin, Bin ơi. Ok cái hồ nha các bạn. Đây cái hồ là để mình nuôi bo bo nè. Chuẩn bị bỏ chuối vô. Lát mình cắt vài lá chuối nữa. Để coi cho con này. Làm chuyện. Ừ. Ôm vô mình không? Ôm vô mình dính mũ là hư ao. Nó đẹp, đem hư ao. Nãy chặt cái nó búng vậy. Có gì đâu, áo hư thì kêu mẹ cho thằng mua. Là kêu mẹ có chồng thì đại gia phải mua chứ. Bin ơi Bin, Bin ơi Bin. Em mở đây nè. Tắt quá. Tắt chịu lại. Ừ. Ừ, mạnh quá. Lên, lên, cố lên. Ừ. Cố lên, chục bự. Ồ, đã tha. Ồ. Cố lên, 50% ơi. Còn 50% đó. Khỏi đi tập gym luôn.
chuột bự luôn, da bớ bự trắng. Ồ, trời ta. Đang thui luôn. Bye bye. Bin ơi, Bin, Bin ơi, Bin. Bin ơi, Bin. Nó no quá, nó không hiểu nghe lời luôn. Bin ơi, Bin. Nó bụng cái bự nó đi không nổi rồi. Giờ nó làm biến nó chạy rồi. Bin ơi, Bin, giờ nằm luôn rồi. Bin ơi, Bin. Em cười cái khỏe không? Sắp chết. Chặt lá chuối nữa. Đây. Nó chặt mớ lá chuối, lá xanh nè. Đây hả? Ừ. Sát gốc không? Bỏ đại đất này. Cái thằng chuối nó nhiễu xuống rồi. Cái lá kia kìa, lá non. Nó khá thế này, mấy này nè. Ê, chị vô chuối đi nhỉ. Giờ ta bỏ lá chuối vô nha các bạn. Trời ơi, được rồi. Trời ơi, ném chúng cho con. Cái hồ này hơi lớn thì các bạn có thể bỏ thêm chuối nha. Thì sau vài bữa thì nó sẽ có bo bo. Chuối mình sẽ cho nó mấy cái tàu lá vậy nè, nó rớt ra.